Vâng, bây giờ xin mời một chị ạ. Xin mời một chị lên nhận lãng hoa từ phía công ty du lịch của em ạ. Trưởng ban lữ cơ. Rồi, xin mời chị ạ. Vâng, một chàng tay thật đồng nhiệt từ tất cả chúng ta đó ạ. Đây, đây mới là món quà ý nghĩa này. Không phúc đứng dưới cơ là tặng hoa tặng chú bảy không phải quay đầu gà ra chứ đừng quay nít gà chứ này. Để thức này là anh ấy tặng mỗi lần một chị là chết đấy nhá. Các chị có biết tại sao mà cái lão hoạn lại hình gà trống không ạ? Gà trống mà chị là quay đít gà ra này nói chuyện này. Gà trống này âm dương nó hài hòa thì vận vận mới sinh ra này nở được đúng không ạ? Để cái ghế cuối cùng này. Dương sinh nó nguy hiểm. Đúng không? Vâng, và bây giờ thì cũng để tiếp theo món quà đấy thì xin mời tất cả các chị của chúng ta cùng lắng nghe lời chúc tốt đẹp của anh Phong. Và một ca khúc anh Phong sẽ gửi tặng quý đạo của chúng ta năm nay đặc biệt đúng không ạ? Chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Hôm nay quay cái này mới có bị vỡ hình nhưng mà luôn luôn tươi trẻ. Để giữ tay á. Trẻ mãi không già, lại lúc nào cũng như thế này, lúc nào gặp cũng như thế này. Từ từ. Vừa nói vừa hát thôi. Tôi ở đó tìm lặng nghe trong gió những giấc mơ tham tôi đi lang thang tôi mới hiểu tôi chẳng hề cho chị mong mặt tôi mà sao tôi bồi hồi mãi tôi thơ đã đi qua không trở lại. Kia đại phòng này tiểu phòng. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, hát vọng trong tôi, tình yêu cho tôi, thời gian không bao giờ vội tay, như ước hồ gươm xanh vời vợi, như vườn hoa xưa đầu năm năm luôn, bước chân tôi qua bao néo đường, vẫn mong một ngày trở về quê hương. Vâng, thưa tất cả các chị cũng bật mí thêm một chút nữa. Và anh Phong vừa rồi ấy, anh ấy được giải dòng khăn vàng cho cuộc thi bơi lội toàn quốc. Và đêm hôm qua anh ấy thức trắng đêm và anh học cái ca khúc này. Đến nửa đêm mỗi đêm đó anh nhắn tin cho em bảo là Sang ơi, anh chết anh không ngủ được, anh không thuộc bài này đến mai làm sao mà tặng được. Và thôi đấy là cái việc của anh.